Hello các bạn gì nào? Hello các bạn. Giờ đi đâu á? Where you going? Go. Đi đâu Quang? Wedding. Wedding. Giờ đi đâu? Wedding. Wedding. Ok. Đây, nhà mình mới đây đi đám cưới ở Mỹ nha. No. No. Mà đám cưới ở trong rừng đãi ở ngoài trời đây, để đi vô coi thử coi. Bây giờ đi nè, đang trên đường đi nè. Đó, bây giờ đang trên đường đi nè. Ở đây là những cánh đồng cỏ xanh mướt luôn ở farm. Ở trước có cái xe school bus. Chạy chậm quá. 4 giờ mà giờ 3 giờ 40 à. Biết tới đó kịp không? Prepare to turn left. Xe nó có bản đồ nè. Chuẩn bị đi nha. Rồi núi chập trùng. Let's go. In 700 feet, turn left onto CD Road. Ủa, turn left đây hả ta? Turn left. Turn left. Turn left. Quẹo đây ta. Turn left. Kỳ vậy. Nó dắt chó kìa, Mỹ nó dắt chó đi. Tới rồi chưa mọi người? Rồi bây giờ mình tới nơi rồi. Té đi đâu? Lạnh không? Lạnh quá. Trời lạnh rất là nổi là nó không chịu cởi áo cho. Nó mang về sneaker hay gì vậy? Nó đâu chịu đâu. Bạn đậm mà mang giày sneaker. Câu quang ta kìa, thấy quang không? Sí. Chạy rách quần bây giờ nè. Áo vô cả. Rồi đây áo bỏ xe luôn. Bỏ áo xe luôn. Quần áo đây. Quần áo đây. Bỏ vô xe. Ok đi vô. Đi vào, đi vô. Hello các bạn. Quay trai. Chưa. Đi đâu, đi lên đây chứ, đi đâu đó hả? Đi cái gì đó hả? Come on people. Đi bên nào? Đây nè. Bên đây nè. Đi giống chú gửi hả? Ok đi lên. Rio. Đi đâu á? Quang. Quay đi anh. Quang đi chung với đâu Quang? Đây đó. Bây giờ đám cưới ở Mỹ nè, ở ngoài vậy đó. Ở chụp hình bên kia hả? Nãy giờ làm lễ bên đây hả? Xong rồi hả? Vậy em vô là trải rồi hả? Ừ. Em làm lễ, giờ làm lễ chụp hình bên đây. Rồi đi, đi vô bên kia ăn bên kia hả? Ừ. Thôi vậy giờ mình vô mình ăn thôi. Đó, giờ chỉ có giờ chờ vô ăn thôi nhưng mà chờ. Ô phát kìa.
Trời. Phát ngầu với người ta. Tại kìa. Đâu tại đâu? Đó. Trời ơi, đã giờ không thấy. Ủa phát có mấy kiến đen đâu á? Nó mấy kiến đổi màu mày. Kiến đổi màu hả? Kỳ cho tao làm mấy trăm cho nó đó. Ừ. Làm ở trên chỗ Vermont mắc kiến á. Mấy năm trăm mấy á nhau. Ờ, khá rồi, bên trên S Johnson chứ mình mong. Vô trong rồi, thôi đi vô. Có ai ra đó chụp hình không? Anh chụp hình, em ra chụp hình cho. Chụp rồi hả? Ừ, có mày hiếp chưa chụp đi. Nó không chụp mà. Thôi vậy vậy vô luôn. Chưa hết rồi, đi vô hết rồi. Đi đâu đi đâu á? He's a my favorite. What? No. Kitan, huh? No, it's Chris, Anthony, Wynn. Ryan. Welcome, welcome, welcome. Is it? Yeah, I stabbed him. Wait. Yes. Oh, I did stab you. I might just take this out. What's your family name? Man, what the heck, man? Oh, này vô vô lấy bàn. Có tên ở đây là có số bàn. Wait, where you stabbed? Thấy tên mình không? Gia đình. Chú ba đó. Số mấy? Ở đây, ở đây. Table 6. Chú ba, hiếm ba. Gia đình cô Christine cả. Rồi, bạn số 6. Okay. Số 6 trong nhà. Bên trong nhà nè. Cửa này hả? Dạ không. Cửa này. Đi thẳng. Cửa nó close rồi. Ăn bánh. Dạ chưa được ăn. Chưa dọn ra hết chưa được ăn. Ngửi thôi à. No. It's okay, you touch it now. Ở bên đây. Bạn số 6 bên đây mà. Ký tên hả? Ký tên thì bỏ hiệp đi. Ồ, oh, lâu quá không gặp. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe. Nó còn đẹp trai có bóp tao vậy, bóp dịch. Bóp đâu? Bụi con ăn hết yếu hả? Chúc mừng nha. Ok, bắt sết rồi. Có dâu rồi. Mơ mơ. Còn đứa nữa là khỏe luôn. Ừ, phải kiếm mà mới. Nữa. Mới có rồi, cho ba đứa. Này, gì? Ba của chú rể. Khỏe không? Đang nhậu không? Có, giờ đang uống nè. Con lát nhậu không? Nhậu em không? Nhậu chứ không nhậu, không biết chắc không ngồi bằng chung á. Ừ. Ừ, chút gặp. Cái tên gì ta? Ký đâu? Ký đại. Think of as much space on the finger block as you can. Thank you. Đi hồn nó vô nó vậy, có bàn rồi kìa. Đi hồn có bàn rồi kìa. Chiếc bàn từ nãy giờ chưa.
Is there like supper for parents? Very good. Nó good gì không? How does it taste? How does it taste? Is that good? You make it really sharp. Oh, no way. Sao nhìn đi, ngon không? Ngon không? Ngon, nói cho bạn nghe coi. Ngon quá trời ngon. Cho Dương Hai ăn đúng không? Cho Dương Hai ăn không? Cho Dương Hai ăn không? Múc cho Dương Hai ăn không? Trời ngon, nói với các bạn nghe coi. Chào. Nghe này ngon không? Ok, giờ đi ra ngoài nhà coi nó nhảy múa nè.